Có bao giờ các bạn nghĩ sẽ trở thành một siêu anh hùng ở trong Marvel hay là DC không? Chẳng hạn như là The Flash chẳng hạn. Nhưng hôm nay, nếu như các bạn không làm được thì tôi sẽ làm cho các bạn xem. Với chiếc One X2 này, cùng biến thành siêu anh hùng nhé. Đầu tiên ấy, những cái vật dụng chúng ta cần thiết để có thể làm đó là một cái gậy Invisible Stick này. Đó. Với gậy này thì anh em mới có thể là trở thành siêu anh hùng được. Cái thứ hai nữa là điều cần thiết nữa ấy, chúng ta cũng phải có cho mình là chiếc One X2 này. Và bây giờ thì để làm nhá, chúng ta sẽ kéo hết nấc cái gậy lên giúp mình này. Đó, ở đây thì nó khoảng 4-5 nấc gì đó, thì chúng ta sẽ kéo hết lên nhá. Và các bạn sẽ để lên vai như này giúp mình. Và các bạn sẽ để ở cái phần này, cái phần thứ hai nhá. Chúng ta sẽ để lên vai như này. Và cái góc chúng ta để ở đây sẽ là góc 30 độ này. Đó. Và khi này anh em chỉ cần là để như này thôi. Và chúng ta sẽ đi thẳng. Đây, như này chẳng hạn. Đó, anh em giữ cái cam của mình ở trong cái trạng thái là nó sẽ ở ngang ngang này nhá. Và cứ đi thẳng thôi. Vậy là chúng ta đã trở thành siêu anh hùng rồi. Nhưng mà tí nữa mình cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần mềm của Insta360 nhá. Và chúng ta sẽ ấn vào cái phần story này. Và anh em sẽ kéo xuống giúp mình và chọn một cái, đó là cái Flash Dart này. Đây là cái chúng ta có thể là trở thành siêu anh hùng. Đây, Flash Dart này. Và anh ấn, và anh em chọn cái nút giúp mình là dùng nút Use This Term mình nhá. Đó. Và các bạn sẽ chọn cái video gần nhất của chúng ta. Đây, cái video 4 phút của mình đây. Confirm này. Đó, bây giờ thì mình sẽ kéo đến cái đoạn mà có người của mình đi nhá. Đó, thì đây là cái đoạn mà mình đang kéo đi này. Đúng rồi, và chúng ta sẽ giữ vào cái hình người này nhá. Một lúc thì cái video nó sẽ tự làm cho anh em. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cái video của mình nó đã check xong rồi. Và mình thì các bạn để ý nhá. Và cái nhân vật của mình là đang ở giữa màn hình này. Và bây giờ thì anh em sẽ sau khi mà chúng ta làm xong video nhá, thì hãy để ý giúp mình là sau khi xong video này thì ở trong cái phần edit của mình nó sẽ có một cái logo hình vàng ở dưới đây. Đó, cái màu vàng này. Thì anh em sẽ chọn đến một cái frame hình nhất định nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu là ấn vào cái nút màu vàng này. Đây, mình sẽ ấn nhá. Rồi, và anh em sẽ kéo này. Cho đến khi nào mà anh em cảm thấy là ưng ý nhất thì chúng ta sẽ dừng lại. Vừa kéo chúng ta có thể vừa quan sát là mình đang đi đến đâu ở trên cái video này. Có thể là mình sẽ đi một đoạn xong mình lại dừng lại và chúng ta lại thêm cho mình một cái hiệu ứng tạo set nữa. Cái này thì nó đi từng frame mình, thế nên là nó sẽ khá lâu và các bạn sẽ phải chờ đợi một chút nhé. Rồi, mình đi đến 1 phút này thì mình sẽ ấn dừng lại này. Và bạn chờ một chút để nó có thể là thêm hiệu ứng cho cái phần 1 phút mình vừa mới chạy. Và sau khi mà các bạn ấn xong nhé thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần màu vàng này này. Đó, thì nó sẽ có cái phần chọn tốc độ là 16x này, 32x và 64x. Thì ở đây mình nghĩ là các bạn chỉ ấn vào cái phần là 16x thôi nhá. Ok, 16x này. Rồi, đó là phần đầu tiên của mình. Và bây giờ mình sẽ kéo ra một vài cái frame khác để có thể là cho đi bộ một chút cho tự nhiên nhá. Đấy, đến cái frame này thì mình bắt đầu để có thể là ấn tiếp nhá. Và mình sẽ kéo cho đến hết cái khung hình của mình luôn. Ok đó. Và bây giờ thì mình sẽ ấn vào cái phần nóc bên trái này để chúng ta có thể làm xong nhá. Và các bạn sẽ chờ khá lâu bởi vì video của mình nó khá là dài đấy.
Và đó là mình hướng dẫn các bạn các bước để trở thành siêu anh hùng với One X2. Và ở trên One X2 thì còn nhiều trick hay lắm, và mình sẽ vòng vạch để có thể là chia sẻ cho anh em nhé. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.